Đại sư, chúng ta đã canh giữ cả đêm rồi, tại sao trong không có động tĩnh gì hết vậy? Đại sư, họ luyện võ trong kia kìa. Nếu võ công của họ khôi phục thì mình tính sao đây? Người nóng lòng quá làm cái gì? Hey, luyện công trừ độc thì là không vô chỗ nào hết. Hả? Được rồi. Chú Bá Thông. Đứng yên. Chuyện gì? Coi chừng tay nhện có độc. Tại sao biết có độc chứ? Ngươi coi. Con buồn bướm kia mới vừa dính vào mạng nhện, còn chưa kịp dùng dậy thì đã hôn mê ngay, không có động đậy. Ta nghĩ Kim Luân Pháp Dương dùng nhện độc phong bế sơn động là muốn chúng ta ra tay phá mạng nhện, để chúng ta bị trúng độc mà chết. Cái tên Pháp Dương, tên Pháp Dương tôi tưởng là giết được chúng ta hay sao? Không có dễ dàng đâu. Cầm cự như vậy không biết chừng nào mới ra ngoài được. Ai da, tóm lại bây giờ chưa phải là lúc khôi phục, ở lâu chúng độc có sao chứ? Cho Bá Thông, ông dẫn công trừ độc một ngày một đêm có đủ hay không? Vậy đừng có nói là một ngày một đêm, cho dù là trăm ngày trăm đêm cũng không có đủ đâu mà. Vậy phải tính sao đây? Hey, ở trong hang động này thêm vài bữa nữa cũng đâu có sao chứ. Chỉ cần hòa thượng kia mang đồ tới cho tàn thì không sao đâu. Chỗ này ở lâu cũng được mà. Hắn chừng nào mới chịu đem đồ ăn tới đi? Hả? Nói đúng lắm. Nếu nhiều có quá nhiều ở đây thì ta sẽ ở trong sơn động này suốt cả đời. Ui, ta đâu có điểm nào không bằng Dương Quá chứ. Dương Quá có cái nào giỏi hơn ta đâu. Ta sống dưới nhà người được hay không? Quá nhì có thể sử dụng toàn chân kiếm pháp, ta và hắn có thể song kiếm hợp bích, nhất định có thể đánh cho tên hòa thượng kia phải thua chạy dài. kiếm pháp toàn chân có gì giỏi đâu, bộ ta không biết hay sao? Chúng ta song kiếm hợp bích, nhất định ở trong lòng của ta phải thương hắn, và trong lòng hắn phải thương ta, lưỡng tâm tương thông mới có thể khắc địch chiến thắng. Thôi đi, đừng nói nữa. Ta cũng có thương nhà ngươi đâu. Nhà ngươi đừng có thương ta đó nha. Nói cho ngươi biết nha, thật sự ngươi muốn ở trong hang động này mấy chục năm mà cũng không có sao đâu. Nói cho ngươi biết nha, tôi ở sơn động của Đào Hoa Đảo cũng đã mấy chục năm rồi đó. Có ai ở với tôi đâu chứ. Tôi đã tự mình đánh lộn với mình đó mà. Nè. Bây giờ cô ở đây cười nói cho vui vẻ đi ha. Tôi ở đây cũng vui vẻ lắm mà. Hả? Chú Bá Thông, ông nói tự mình đánh lộn với mình hả? Đánh bằng cách nào? Cái đó gọi là nhất tâm lưỡng dụng đó. Nói tóm lại tay trái là tránh với tay phải. Đánh hoài. Nói cục không hiểu đâu. Được, tôi đánh cho cục vào. Nè, tay trái, đánh tay phải. Tay phải, đánh tay trái. Đánh nữa. Vậy hiểu chưa? Ôi già, tôi nói không hiểu rồi mà. Chú Bá Thông, nếu như tay trái sử dụng toàn chân kiếm pháp, còn tay phải sử dụng ngọc nữ kiếm pháp, song kiếm hợp đích, như vậy sẽ trở thành ngọc nữ tối tâm kiếm pháp rồi. Cô có học lắm không? Thì nói khó cũng khó, nói không cũng không. Có người học suốt đời cũng không có biết, có người học vài hôm thì đã biết hết rồi. Cô có biết là Quách Tĩnh với Hoàng Dung hay không? Cô hãy nói xem hai người đó người nào ngu người nào khôn vậy hả? Tôi nghe Quách Nhị nói ở trên đời này không có người nào thông minh bằng Quách phu nhân được đâu. Còn về Quách đại hiệp từ trước
ông chỉ là một người bình thường thôi. À, cái gì mà mình bình thường thường chứ, nó rõ ràng là ngu ngốc mà. Cô nói đi, tôi ngu hay là khôn đây hả? Tôi nghĩ con người của ông thấy vui vẻ, nói chuyện hành động hơi điên điên khùng khùng. À đúng 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 đúng, cô nói thì là hay lắm. Võ công tự tôi sáng tạo mà, nhưng mà Quách Tĩnh dạy mấy bữa là biết hết rồi. Còn Hoàng Dung hả, dạy cho tới bây giờ còn chưa có biết nữa. Không lẽ người ngu học võ công lại mau hơn người khôn nhiều? Phải. Tôi không tin. Tôi nghĩ phẩm mạo và võ công của cô giống như Hoàng Dung, cô không tin chứ gì? Nè hãy thử đi, tay trái vẽ một hình vuông, tay phải vẽ một hình tam giác, đồng thời vẽ nha, thử đi. Ê, tôi đã biết cô làm không được mà. Nè, vậy, vậy. Cô có từng học hay sao? Đâu có. Vậy làm sao mà vẽ được? Tôi cũng không biết. Trong lòng không có nghĩ gì hết, giơ tay ra là có thể vẽ được liền. Tôi không có tin đâu, làm thử lại đi. Cô vẽ được hả? Ây da, chắc lẽ là học từ trong bụng mẹ chứ gì. Ây da, được, tôi dạy võ công này cho cô. Họ đang làm gì vậy? Hay quá, học một cái là biết liền. Cô thì là thông minh quá à. Cô đã học được rồi. Chú Bá Thông, hả? Mình đi. Đi đâu vậy? Đi lấy thuốc giải của cái tên hòa thượng kia. Ôi, đánh lại cái tên hòa thượng đó hay sao? Ngươi coi kìa, cửa động bị nhện văng lưới rồi, làm sao mà ra ngoài được? Có cách. Mấy con nhện kia tuy rằng có độc, nhưng mà mấy con ông của tôi chưa chắc gì thua chúng đâu. Hả? Thơm quá, làm gì vậy hả? Ta đang chơi một trò rất là vui. Nhện của ông bị con ông chúng tôi cắn chết hết rồi. Hay quá. Hay quá, cắn chết hết rồi. Nhện bị chết hết rồi, hòa thượng cũng bỏ chạy luôn. Hay quá, chúng ta ra ngoài được rồi. Nè, Pháp Vương Ngô, đừng có chạy nha, sợ rồi sao hả? Hay quá. Đáng tiếc,
Đáng tiếc cái gì? Đã để hắn trốn thoát, không lấy được thuốc giải. Để tôi đi kiếm cho. Trương Bá Thông, Trương Bá Thông mà ông sao vậy? Dùng kim độc đâm ta đi. Nhưng mà ngọc phong trầm của ta đã xài hết rồi. Ta chịu hết nổi rồi. Ông độc là khắc tinh của nhện nhện. Ngay là để ta kêu con ông tới đây để chích ông nha. Dùng độc để trị độc. Được, khi tôi nói tới chích ta đi. Chích ta mau. Chết mau đi. Chịu hết nổi rồi. Đã quá. Bộ kiếm. Tại sao kiếm lại có năm một? Không lẽ độc cô tiền bối sau khi mình đã bẻ gãy thanh kiếm quý báu của mình chôn giấu ở đây sao? Chôn ở đây thật sao? Điêu huynh à, đáng tiếc là ta không nghe hiểu tiếng nói của người. Giả lại, ngươi không thể nói đời sống của độc cô tiền bối cho ta nghe. Anh này Điêu Quỳnh à, độc cô tiền bối để lại kiếm lên kiếm phổ gì hay không hả? Kiếm hả? Đây thật sự là một thanh bảo kiếm, chém gì cũng được. Kiếm này tại sao nặng như vậy? Sử dụng một gói linh quả chút nào thôi. Mũi kiếm, chui kiếm đều lục chất, rất là kỳ lạ. Cái kiếm gỗ này dùng làm cái gì? Tại sao có kiếm? Nhưng mà tại sao lại có kiếm cổ vậy kìa? Thế nào? Ngươi muốn thử võ công của ta hay sao? Được. Tóm lại là ta không có chuyện làm. Đi diễn vài chiêu nha ha. Ta sử dụng kiếm nặng nè. Thanh kiếm đó nặng như vậy, võ công của ta chắc là bình thường, sử dụng ra chắc không có linh hoạt. Vậy được, nếu như người muốn ta sử dụng thanh kiếm nặng này thì cùng kết bắt như tục lệnh.
Cái đó là cái gì vậy? Ngươi kêu ta đút nó hả? Yêu Quỳnh, cái đó là cái gì vậy? Tại sao lại đáng quá à? Và con Tanh nữa. Yêu Quỳnh, thì ra cho ta một ráng hả? Chẳng cách gì khí huyết sung sẻ, cặp mắt sắc sáng, nỗ lực gia tăng. Long Quân Đông à, mấy con ong của cô chích tôi thì là đã quá đi. Châu Bá Thông. Hả? Tôi muốn tới núi Trung Nam, ông có đi không? Không đi đâu, ta tới thành Tương Dương để mà tìm Quách Tĩnh thôi. Châu Bá Thông. Nếu như ông tới thành Tương Dương có gặp Dương Quá thì đừng bao giờ nói cho Quá biết là đã gặp tôi nha. Được, không nói. Tạm biệt. Tạm biệt, đi. ông à, tới mau đi. Tới mau, ông đâu rồi, tới mau. Thì ra ông đã ăn cắp ngọc phong tương của tôi. Vậy nhờ, để tôi dạy cho. Không vui chỗ nào hết, ta giận rồi, không chơi nữa đâu. Mình cũng quá bây giờ đến nào. Mình...